Rồng Komodo là một loài thằn lằn lớn, có thể đạt chiều dài đến 3 mét và trọng lượng khoảng 70 kg. Chúng chủ yếu ăn thịt, bao gồm cả động vật lớn như hươu, lợn rừng và thậm chí là những con rồng Komodo khác nếu cần thiết. Nếu một con rồng Komodo ăn phải lương điện, điều này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Lương điện thường chứa các chất hóa học độc hại như chì, cadmium và các kim loại nặng khác. Những chất này rất độc hại cho hầu hết các loài động vật, bao gồm cả rồng Komodo. Khi tiêu hóa các chất độc này, rồng Komodo có thể bị ngộ độc, gây ra các triệu chứng như nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng và thậm chí là tử vong. Ngoài ra, lương điện có thể gây tổn thương cho hệ tiêu hóa của chúng, làm suy giảm chức năng nội tạng. Như vậy, nếu một con rồng Komodo ăn phải lương điện, nó có thể gặp phải các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và nguy hiểm đến tính mạng.